À, thì em sẽ làm cái gì đây à, đó là câu hỏi à, cũng khá hoàn thuộc ha thì combo máy ngang này nè máy nobi nông vào cộng với lại là hậu ra à, xem xem chiều rưỡi hơn chiều gửi chút xíu 50 ngàn đó đây là combo mà mình phải nói là chuẩn mà không cần chỉnh nha nè chuẩn mà không cần chỉnh à, nhưng mà đây không phải là chủ đề chính của hôm nay đây chủ đề chính hôm nay của mình đây đó chính là con Daiwa CC80 và con Abu Pro Max 3. Hai con này á, là không phải đúng giá chịu gửi anh em, con này chỉ chịu tư, con này mới đúng giá chịu tử nè. Đó. Phân vân, phân vân. Thì có nhiều anh em phân vân ha. À, xích này quần bên này. Đó. Abu thì hợp bên đây. Đây qua Sẽ xem đây. Giữa hai con này, đây thì con này chịu tư. À, con này được thương hiệu mạnh nha anh em, được thương hiệu mạnh ha. Còn thương hiệu này yếu hơn, yếu hơn về mặt thương hiệu. Ha, nghĩa là nói đai qua thì nhiều anh em Việt Nam cần thủ Việt Nam, ok. À, Abu thì cũng có ok nhưng mà ok nó mềm hơn chút, à. nhưng mà lại mắc hơn con này một trăm ngàn, à một trăm ngàn. Ha, thì cái con đai qua này nhà sản xuất là công bố trên cái trang web của đai qua luôn, đập thẳng vào mặt mình luôn. Đó là con máy nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Còn Abu Garcia này thì cái tiêu chí nó là gì luôn đó nhiều vật đạn cho máy mượt hơn chống gói tốt hơn đó. thì đây đó hai nhà sản xuất có hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau cho nên anh em muốn lựa con nào là cuộc việc của anh em rất là thoải mái không có cần đắn đo gì đâu ha ha đó nếu muốn nhỏ gọn thật sự thì con cái con abu abu này cũng không phải là không nhỏ gọn đâu đây này, để em lấy cho anh em xem 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 nha thôi Thì con Abu nó có Thật sự thì con Abu nó cũng có nặng hơn Cái con Daiwa chút anh em Abu là 207 gram này. Còn ông Daiwa này thì 195 Rồi thì uh, Abu thì tiên phong giọt đạm Cho nên là dĩ nhiên chắc chắn bạc đạn nhiều hơn rồi đó tám bạc đạn Ông Daiwa này thì bốn anh em À ghét thì sao? À ghét thì con này là 7 kg, 8 kg. Vậy thì bây giờ chủ là chủ yếu là giặm bạc đạn với ghét thôi chứ có gì nữa đâu. Cho nên việc mà anh em muốn chọn Abu thì cũng ok hay là là à chọn Daiwa CC80 thì cũng đều ok cho á ha. Rồi, thì đây là cái câu hỏi để uh, coi để, uh, coi như là giải đáp cũng như uh, phần lớn về cái, cái việc lựa chọn giữa hai con máy nằm trong tầm giá một triệu rưỡi à, còn cái 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 bộ cầm combo kia là để vô Rồi trá hình thôi anh em trá hình cái video lúc đầu thôi chứ không phải là đang vật chính của mình là đây nè rồi vậy chúc anh em lựa chọn con máy câu như ý của mình ha rồi bye anh em